Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ kho cá bông lau nha. Cách kho bất bại này của mình kho cá nào cũng ngon. Nhưng với cá bông lau vốn dĩ đã béo thơm này thì nồi cá kho ngon khó cưỡng luôn các bạn. Nghe mùi thơm thoảng qua, nhìn cá béo thấm vị thôi là đói bụng cồn cào. Thèm cơm, càng nhớ làng quê dân dã vô cùng. Nào, cùng mình vào bếp làm cho cả nhà thưởng thức nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Cắt vài khoanh hành tím lớn nè, hoặc là hành tây để mình lót dưới đáy nồi tránh bị xích đáy khi kho. Để ướp cá thì mình dùng ở đây là đầu hành lá mình đập dập ra, rồi mình băm nhỏ. Hành tím mình cũng cắt và mình băm nhỏ ra luôn. Làm tương tự với tỏi luôn ha. Ở Việt Nam dễ tìm mua tiêu xanh đó. Các bạn có thể dùng thêm một nhánh tiêu xanh đập dập mình kho chung ha. Thêm vài trái ớt nữa nha. Để làm món kho tộ này, mình dùng ở đây là 700g cá bông lau đã được làm sạch. Cắt thành từng khứa, độ dày mỗi khứa khoảng từ 2,5cm là vừa. Các bạn rửa cá qua muối trước, sau đó rửa qua nước chanh pha loãng hoặc là gừng để bán đi mùi tanh. Mình thì hay rửa với nước trà pha loãng thì cá cũng bán mùi tanh rất hiệu quả. Sau đó để thật ráo nước ha. Sơ chế kỹ thì kho mới ngon nha các bạn. Tiếp theo thì mình cho cá qua thố. Với 700g cá, mình sẽ ướp vào đây nửa muỗng canh hành tím băm. Và cái đầu hành lá băm thì mình cho vô luôn. Nửa muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh nước màu đường. Mình dùng tay xoa gia vị đều từng khúc cá nha. Và mình để ở đây từ 20 đến 30 phút cho cá thấm. Cá này mỡ nhiều nên mình không dùng thêm thịt ba rọi. Nếu dùng loại cá nào ít mỡ thì các bạn có thể thêm một ít thịt ba rọi kho cho nó ngon ha. Trong khi chờ đợi thì mình pha sốt kho luôn. Cho vào chảo 3 muỗng canh dầu. Và mình cho hành cắt khoanh vào áp chảo cho thơm ha. Mình lật bên qua cho thơm rồi mình cho qua nồi nha các bạn. Mình kho trong nồi đất, nhiệt rất là nóng ở dưới phần đáy á. Làm như vậy đỡ xích đáy nồi và còn giúp món cá được thơm hơn nữa nha. Tiếp theo thì mình cho cá vào chiên áp chảo cho săn mặt. Săn mặt bên này rồi thì các bạn trở qua mặt bên kia. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like. Nếu video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim bên dưới video. Và nó vàng xém như thế này là được rồi. Sau đó thì mình xếp cá qua nồi luôn. Còn lại phần dầu ở trong chảo đó, mình tiếp tục cho hành tím và tỏi phi lên. Khi thấy tỏi hơi chuyển vàng thì mình tạm tắt bếp và cho gia vị vào gồm có 3 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh nước màu đường, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng cà phê vung bột nêm, 1 muỗng canh đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt nếu mà bạn nào dùng được ha, 200ml nước dừa và 100ml nước lọc. Khuấy đều tất cả và mình đun cho cái hỗn hợp này nó sôi lên. Rồi mình đổ hỗn hợp sốt kho này vào ngập mặt cá để sốt kho ngấm đều ha.
cho vào vài lát ớt. Bạn nào có tiêu xanh thì mình cho thêm vào sẽ rất là thơm nha. Nhớ hớt bọt nha các bạn. Phần mỡ nổi lên mặt đó, bạn nào không thích mình có thể vớt bớt đi ha. Bây giờ thì mình đậy nắp lại và kho lửa vừa trong 5 phút nha. Sau đó mở nắp ra, trở cá. Và mình hạ lửa nhỏ và mình tiếp tục kho. Thấy bên trên mặt cá nó sôi nhẹ như thế này là được. Và mình cứ kho cho đến khi cá rặt lại. Kho cá phải riu lửa mới ngon nha. Cá sẽ thấm gia vị từ từ và lên màu rất đẹp. Sau 45 phút, nồi cá kho của mình đã được rồi nè các bạn. Mình tắt bếp và rắc tiêu cho thơm. Thời gian kho thì từ 40 đến 45 phút tùy theo các bạn thích nước nhiều hay ít nha. Kho tiêu phải rặt một chút mới ngon nha. Không chờ lâu nữa, mình dùng cơm ngay cho nóng nè. Cá lên màu nâu đỏ, thịt cá mềm, thấm vị. Cá đậm đà nhưng không quá mặn nha. Nước sốt sánh sệt, vị cay nhẹ, rất kích thích vị giác luôn. Mùi thơm của cá kho nghe rất là thèm cơm. Có ai đói bụng không nè? Mỡ cá béo, giữ cho khứa cá không hề bị khô. Vị béo hòa quyện cùng với nước sốt kho, chan vào cơm nóng ăn là khỏi chê luôn đó nha các bạn. Chúc các bạn kho cá thật ngon và có những bữa cơm gia đình thật đầm ấm các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thật sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!